đi dạo trong công viên. Sự việc xảy ra tại công viên Mayer ở Thornbury, thành phố Melbourne, Australia vào tối ngày 19 tháng 10. Khi đó, nữ du khách 32 tuổi đang dắt chó đi dạo lang thang trong công viên, bất ngờ rơi vào tầm ngắm của gã đàn ông lạ mặt. Nhận ra điều khả nghi, cô gái cố tình bước nhanh hơn và chuyển hướng khác, nhưng vẫn bị bám đuổi. Sau đó, gã đàn ông dùng dao đe dọa, đẩy nạn nhân xuống đất rồi tấn công tình dục. May mắn cô gái cướp được con dao, đâm vào kẻ tấn công và bỏ chạy. Nhờ sự trợ giúp cô gái được đưa tới bệnh viện kiểm tra y tế. Ngày 21 tháng 10, cảnh sát địa phương đã bắt được một kẻ tình nghi, đó là thanh niên 21 tuổi vô gia cư, bị triệu tập vào đồn vì tội cưỡng bức, trộm cắp và giữ người trái phép. Người này phải hầu tòa hôm 22 tháng 10. Vụ tấn công hôm 19 tháng 10 là hồi chuông cảnh báo sau hàng loạt các vụ tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ. Tại các địa điểm công cộng trên khắp thành phố Melbourne trong thời gian gần đây, trước đó vào tháng 5 năm 2019, một cô gái 25 tuổi bị gã đàn ông lạ mặt đánh đập và giết hại tại công viên Hoàng gia Parkview. Tháng 1 năm 2019, một nạn nhân khác 21 tuổi cũng bị tấn công tình dục rồi giết hại tại địa điểm gần trạm xe điện Bunora. Kẻ tấn công đã bị bắt giữ và đang chờ ngày tuyên án.